Dạ thưa sư, câu mọi sự tùy duyên phải hiểu thế nào cho đúng chánh pháp ạ? À? Kính chị ơn sư. Cái câu đó rất là nhiều người hiểu lầm, và từ đó nó dẫn đến cái chuyện là dùng sai chỗ. Từ cái hiểu lầm đó, nó dẫn đến cái chuyện là dùng sai chỗ. Tùy duyên ở đây có nghĩa là như thế này. Cái đáng ngại nhất là chúng ta sống theo lối mòn. Hay kể bằng sống theo lối mòn. Ví dụ như là phải như vậy. Thì tôi mới vừa lòng. Còn không được như vậy thì tôi không vừa lòng. Hoặc là không được như vậy thì tôi sẽ không hành động. Thì cái đó, mà đó là không nên. Mà cái quan trọng nhất là đời sống và hành động của người Phật tử, tăng ni, nói chung gọi chung là Phật tử, con Phật. Thì cái quan trọng nhất là mình nhắm đến cái cứu cánh. Và đường cái thứ hai là cái đường hướng. Cứu cánh nghĩa là mình nhắm tới gì khổ, mà đường hướng mình là con đường có chánh đạo. Cứu cánh và đường hướng. Còn trên cái con đường đó mà nó có bao nhiêu những cái mà chuyện bất trắc thì mình cứ theo đó mà giải quyết. Cái theo đó mình giải quyết, đó gọi là tùy duyên. Chứ không phải tùy duyên nghe mình muốn làm gì mình làm, rồi mình nói đây là tùy duyên, không được nha. Tùy duyên nghĩa là lúc nào người Phật tử trong đời sống và hành động phải có cứu cánh, phải có cứu cánh để hướng đến, phải có đường hướng để mà đi. Đây nhé. Và trong cái lúc mà nhắm đến cứu cánh, trong lúc mà đặt bước trên đường hành trì đó, thì mình phải biết co giãn. Ví dụ như lẽ ra cái chương trình hồi đầu mình tính á, là mình đi 18 người, cái nhóm mình tu 18 người và sẽ che liều bạc, ví dụ như vậy, che liều bạc, chỗ ăn, chỗ ở như vậy đó. Nhưng mà giờ cuối kỹ số nó phải 18, mà nó ít hơn 18, hoặc là nó nhiều hơn 18, mình cũng ok, đó gọi là tùy duyên. Rồi hồi đầu mình tính là nấu cơm, làm bánh mì, giờ cuối thì chỉ còn mì gói, mình cũng ok. Hồi đầu mình tính là uống nước chai, nước suối, mà giờ cuối thì phải lấy nước bên đường để mà lọc uống một cách giải chiến, cũng ok. Nhưng mà có bài học nhất là gì? Cái đích đến mình là gì và cái hành trình của mình, cái đường hướng ra sao, mình vẫn giữ nguyên. Tùy duyên nhưng mà bất biến. Đó, thì trường hợp là gọi là tùy duyên, mình hiểu đúng cái tinh thần Phật giáo. Còn mình lạm dụng với tùy duyên, mình đi chùa mà mình về cuối là cái ý nghĩa, cái cứu cánh đó, mình không giữ nguyên cái tinh thần của đường hướng mà không giữ nguyên là mình đổ thừa đó. Tùy duyên, kinh nói tùy duyên cái đó sai. Lúc nào cũng phải nhớ cứu cánh và đường hướng phải kiên định, nhớ nha, cứu cánh và đường hướng phải kiên định. Còn những cái xoay sở trên đường đó thì mình phải tùy hoàn cảnh mà tính. Thì cái đó được gọi là tùy duyên mà đúng pháp, tùy duyên một cách đúng pháp, hiểu không? Tức là cô phải bảo đảm, cô phải bảo đảm là cái cứu cánh và đường hướng cô nó đúng như mà đã vạch. Còn bao nhiêu cái mà thay đổi ngoài ra đó, những cái thay đổi ngoài ra đó được gọi là tùy duyên, linh động, flexible, right? So. Dạ, dạ chúng con tri ân sư. Dạ câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến chữ duyên. Dạ kính thưa sư, toàn bộ vũ trụ này theo Phật giáo chỉ gói gọn trong một chữ duyên. Đối với chúng sanh hữu tình thì con có thể hiểu theo lý duyên khởi. Còn đối với sự tồn tại của những vật vô tri vô giác như mặt trời, mặt trăng, sao, cát, đất, gió, nước, núi, sông, vân vân thì hiểu theo duyên như thế nào ạ? À? Nó có theo bốn điều kiện tạo sinh sắc pháp như tiền nghiệp, tâm thức, nhiệt lượng, dưỡng tố không? Kính sư giải đáp cho con. Kính tri ân sư. Ok, đó, đúng. Chuyện thứ nhất là tất cả những gì mà nó nằm ngoài chúng sinh ấy, nhớ nha, tất cả những gì nằm ngoài chúng sinh ấy, thì chỉ có một thứ thôi, đó là sắc pháp. Bởi vì sắc pháp nó có sắc pháp trong và sắc pháp ngoài chúng sinh. Nha, còn cái danh pháp là, tức là tâm thức thì bắt buộc là phải có ở chúng sinh rồi. Nhưng mà ngoài chúng sinh là chỉ có một thứ thôi. Ngoài chúng sinh là chỉ có một thứ thôi, đó là sắc pháp có trong thì có ngoài chúng sinh, chưa? Cái đồ dựng nó bị có bức đèn. Đây, đấy, sắc pháp chỉ có ngoài chúng sinh thôi. À, sắc pháp nó có hai trường hợp, trong và ngoài chúng sinh. Nói như vậy có nghĩa là ngoài chúng sinh chỉ có sắc pháp. Và hỏi nói theo do lý duyên khởi thì sao? Thì mình cứ nhớ thế này, không có tâm nào mà không có cảnh.
thì dầu cho cái vật đó nó nằm ngoài chúng sinh thì ít nhất nó cũng là cảnh cho tâm biết, nó hiểu không? Có nghĩa là nó vẫn liên hệ với chúng sinh, hiểu không? Tức là nếu nó không là chúng sinh, nó không thuộc về chúng sinh, ít ra nó cũng là cái đối tượng để cho chúng sinh nhận biết, đúng không? À, là dạ, nhận biết. Chuyện thứ hai, chuyện thứ hai hãy nói tới vô minh chuyển hành thành chuyển thức. Mình nói vô minh á là nó phải dựa lên cái gì? Dựa lên tâm chúng sinh, mà tâm chúng sinh thì phải có cảnh, mà đã nói cảnh á thì phải có cảnh trong rồi cảnh ngoài, bây giờ có liên hệ chứ. Rồi vô minh duyên gia hành đó là nghiệp thiện ác, cũng như vậy chúng sanh tạo nghiệp thiện ác là dựa vào đâu? Cũng dựa vào trong và ngoài bản thân mình, đúng không? Rồi hành duyên thức, tức duyên danh sắc, duyên lục nhập, thì cái lục nhập đó đó nó lại cũng là một lần nữa nhắc đến cái mối quan hệ trong và ngoài chúng sinh. Mà đã nói trong và ngoài thì có nghĩa là mình phải bao gồm luôn cả những thứ vô tri không thụ và chúng sinh, hiểu chưa? Rồi còn nữa, cái điều kiện để tạo ra sắc pháp thì không bao giờ mình nằm ngoài bốn cái kia. Bốn cái mà nghiệp, à, thì nghiệp, tâm thức, môi trường thiên nhiên và cái chất dưỡng tố. Thì đây là bốn cái điều kiện gọi là bắt buộc để tạo ra sắc pháp. Tùy chỗ mà điều kiện là gì. À, thì cho nên dù mặt trăng mặt trời đi nữa thì ít nhất nó cũng thuộc về cái thứ ba. À, đó là do cái điều kiện thiên nhiên. Cái này để cho các nhà gọi là Phật lý họ giải thích cho mình nghe. Mà đó là chưa kể trường hợp đặc biệt trong kinh nói. Có rất nhiều thứ, nghe cho kỹ chỗ này, có rất nhiều thứ trong vũ trụ thoạt nhìn ta nghĩ nó không thuộc về chúng sinh. Ta không ngờ rằng nó có mặt do cái duy nghiệp của chúng sinh. Chị nói nghe hiểu không? Thí dụ như mình thấy ở trong thiên nhiên á, do duyên nghiệp chúng sinh, cái trong trong trường bộ kinh nha, mở thì tôi cái bài kinh khởi thế nhân bổn, khởi thế nhân bổn trong trường bộ kinh, cái Phật ngài dạy rằng cái do duyên nghiệp chúng sinh mà những cái thứ thực phẩm ấy ngon dở, bổ dưỡng hay độc hại, nó nằm ở trong cây là rau trái củ quả đó, nó tùy nghiệp chúng sinh mà cái này có hoặc là cái này mất. Nó mất hoặc là nó xuất hiện thì cũng do cái duyên nghiệp của chúng sinh, hiểu nha. Rau trái củ quả, nhớ cái đó, nó ra củ quả do cái nghiệp chúng sinh nó khiến cho những cái thứ thức ăn ngon mất dần, mà những thứ mà độc hại hoặc là cay đắng chua chát nó xuất hiện nhiều. Đó là một có trong thể đi có đi bộ nói như vậy hết tôi rồi, bây giờ tôi biết làm sao đây mà chứ. Đó, nhớ cái đó là một. Rồi ở trong tăng chi bộ kinh mà phần bốn pháp, nhớ nha, cái phần này cũng có dạy một chỗ, người nói rằng cái chuyện mà nắng mưa bão tố lũ lụt đôi lúc nó do nó chỉ là hiện tượng thiên nhiên, đôi lúc nó do ý muốn của những cái loài phi nhân, những vị thiên nhân mà trưởng quản, đôi lúc nó do cái duyên nghiệp thiện ác của chúng sinh mà nó khiến cho mưa thuận gió hòa, hay là thiên tai bão lụt, thiên trời đất trái tính trái nét, nhớ như vậy thì nó nhiều lý do lắm, nhớ cái đó có. Cho nên tuy mình nói là có những thứ xếp pháp bên ngoài chúng sinh như vậy thì trong duyên khởi nó là sao thì mình thấy thứ là đã nó xuất phát thì nó có mặt trong trời đất, mà hãy có mặt trong trời đất này thì một là nó thuộc về chúng sinh, hai nữa là nó nằm ngoài chúng sinh, mà dầu nó nằm ngoài chúng sinh thì nó vẫn là cái đối tượng để cho sáu căn nhận biết. Đó là chuyện thứ nhất, cho nên không thể nói là nó không liên hệ, nó không thuộc về nhưng mà nó vẫn có liên hệ. Rồi cái tiếp theo nữa là đã là sắc pháp thì bắt buộc nó phải có nhân sinh, thì vạn pháp do duyên sinh, vạn pháp do duyên diệt nha. Ok, không hiểu thì hỏi thêm, một riêng cái người giải thích thì tôi nghĩ nói cái đó là chứ nếu nói thêm nó một kiếp chưa đủ nữa. Dạ, chúng con chị anh sư. Dạ, chúng con có hai vị gửi vào câu hỏi liên quan đến động lực đó sư. Dạ, con xin phép được nêu hai câu hỏi này. Dạ, câu hỏi thứ nhất. Dạ, xin sư giảng về ba loại động lực trong bảy động lực cho ba loại quả khác: thời gian, hiện tại, kiếp kế tiếp và từ kiếp thứ ba trở đi. Bảy động lực này có phải là cùng một loại tâm không? Khi động lực thứ nhất đã trổ quả thì sáu động lực còn lại có trổ quả nữa không? Đó là câu thứ nhất đó sư. Dạ, con có thể đọc tiếp câu thứ hai luôn không sư?
Kể lục luôn đi cô. Dạ, thưa sư, câu thứ hai. Xin sư giải thích rõ hơn về bảy sát na tâm động lực phân theo thời gian cho quả. Tại sao động lực số 1 lại cho quả trong đời, động lực thứ 7 là kiếp tiếp theo, nhưng động lực từ 2 đến 6 lại là kiếp thứ 3 trở đi? Dạ hết. Ok. Cái người này tôi không có biết, rồi cái người nào hỏi này bằng cái tâm thiện hay là tâm ác. Tâm thiện nghĩa là không biết rồi tìm hiểu, gọi là tâm bất thiện là hỏi để mà khoe cho người ta biết là mình biết, rồi mình mất thời giờ đó. Tôi vẫn không thể im lặng, tôi cho nó vắn tắt thôi. Đây là lớp cho đại chúng mà câu hỏi này nó hơi mang tính chuyên môn, nó hơi mang tính chuyên môn nên viết cái tin nhắn hỏi riêng, chứ còn trong lớp đại chúng tôi nghĩ như này người nghe hiểu được này cũng khùng luôn á. À, nhưng tôi cố gắng như thế này. Theo ở trong giáo lý A Di Đà thì một cái tâm thiện tâm ác nó sẽ khi mà xuất hiện thì nó sẽ cho ra một nó cho ra hai thứ quả báo, đó là quả bình sinh và quả tục sinh. Quả tục sinh có nghĩa là cái tâm đầu thai cho kiếp sau đó. À, cứ mỗi một cái tâm thiện tâm ác xuất hiện nó cho ra ít nhất hai quả, phải ít nhất mà luôn luôn là hai quả, quả bình sinh và tục sinh. Thì quả tục sinh là cái quả đi đầu thai kiếp sau. Thì như bây giờ cái gì đang đi trên đường mới gì gặp cái cọng rác, cái gì cứu xuống cái gì lầm đi nhặt bỏ cái cọng rác, thì ngay cái lúc đó quỷ đã tạo ra một cái tâm đầu thai cho kiếp sau rồi đó. Kiếp sau thành ra là sao ta sẽ sanh về cái chỗ nào sạch sẽ, văn minh, vì mình có cái lòng mà. Nhưng mà đó cái tâm đó, nó chỉ đủ đường về cõi đó thôi, không? À, còn cái chuyện mà mình về cõi đó mà mình đẹp xấu khỏe bệnh giàu nghèo thì đó là chuyện khác, mà phải nhờ vô số nghiệp khác. Chuyện ít nhất thì khi mà mình có cái lòng giữ vệ sinh cho công cộng, cho quần chúng, cho đám đông thì ít nhất mình đang gieo cái nghiệp tái sinh về chỗ sạch ở, không? Rồi. Cho nên mỗi nghiệp thiện ác như vậy là nó, hoặc là mình đang đi mà mình xả rác liền cái là mình đang gieo cái nghiệp để mà về cái chỗ dơ mình ở đó. Có những người sinh ra là ở chỗ dơ cho đến suốt đời, có những người sinh ra được ở chỗ sạch đến suốt đời, không? Rồi, đó tự nhiên ví dụ dễ hiểu. Thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp tái sinh. Mà đồng thời nó còn cái nghiệp bình sinh nữa là sao? Nghiệp tái sinh là cái nghiệp thiện ác là tạo ra cái tâm đầu thai nó về một cõi nào đó tương ứng. Còn nghiệp bình sinh á có nghĩa là sáu căn của mình đời sau nó thường sau khi đầu thai rồi đó, thì sáu căn mình thường biết được sáu trần như ý hay là bất toại. Đấy, ví dụ như do cái nghiệp lành nào đó thì sanh ra được làm người, người Việt Nam này. Được làm người là phải do nghiệp lành rồi. À, thì đó là nghiệp tái sinh. Nhưng mà nghiệp bình sinh là sao? Có nghĩa là tôi nhờ phước tôi được làm người, nhưng mà do cái nghiệp khác nữa, cái nghiệp lành đó, nào đó đã tạo ra quả tái sinh. Nhưng mà cái nghiệp quả bình sinh này thì chưa chắc. Quả bình sinh này có thể do một cái nghiệp khác nữa, nó cho tôi về Việt Nam rồi tôi ở cậu lòng, ở chợ cầu muối, ở thị nghè với hại gì vậy, hoặc là cũng cùng là người Việt Nam nhưng mà tôi ở Đà Lạt, tôi ở Bảo Lộc, tôi ở Sapa, ở Panay Hiêu, Đà Nẵng, ở chỗ sạch đẹp, không? Cho nên nói gọn là nghiệp có hai, đó là nghiệp bình sinh và tái sinh. Còn nói rộng ấy thì nghiệp nó có nhiều trường hợp cho quả, đó là nghiệp cho quả ngay đời này. Để tôi nói vắn tắt, bây giờ đây là bài giảng của đại chúng, có nhiều người một tâm không biết gì hết nên tôi nói vắn tắt thôi. Nghiệp thiện ác nó có nghiệp nó cho quả ngay đời này nhẫn tiền, rồi có cái nghiệp mà nó cho quả ngay cái đời kiếp, cái thứ hai, kiếp sau kiếp này, rồi có những cái nghiệp nó cho quả từ cái đời thứ hai trở đi. Rồi cái câu hỏi, cái câu hỏi thứ ba, tại sao trong tâm, trong mấy tâm động lực sát na có những cũng bảy sát na động lực, có cái cho quả đời này, cho quả cái cho quả đời sau, cái cho quả đời sau nữa, là bởi vì cái tùy vào sức mạnh yếu, lúc mà nó mới xuất hiện thì cái sức mạnh nó không giống như cái lúc mà ở giây phút cuối, mà cái lúc đầu lúc cuối thì sức mạnh nó không giống như ở năm cái giữa. Đây là lý do vì đâu nếu mà tâm động lực, bảy tâm động lực nó cho cái quả vào ba thời điểm khác nhau. Rồi xong, tiếp theo còn cái câu cuối cùng là trong trường hợp mà nó cho quả như vậy đó, là những cái mà không được nhắc đến thì có mất không? Không mất, không mất.
như nãy tôi nói, có những cái nghiệp thiện ác, không phải có những mà luôn tất cả nghiệp thiện ác, nó đều cho ra hai thứ quả, đó là quả tái sinh và quả bình sinh. Có những cái nó đủ mạnh để nó tạo ra quả tái sinh, còn có những cái mà nó không có điều kiện để nó tạo ra quả tái sinh thì nó trở thành ra là quả bình sinh. Đấy, ví dụ như kiếp tới thì là lẽ ra là tôi bây giờ, hiện giờ tôi đang tạo 100 nghiệp đó, nó có nghiệp thiện nó đủ thứ hết, và tất cả những nghiệp đó cái sức mạnh của nó, thí dụ tôi đang nói ví dụ của những người ngu như bò, nghe mắt nghe kỹ, đã đầu thì ngu rồi mà nghe lỗ tai thì biết rồi. Tức là tôi ví dụ 100 nghiệp đó nó do cái sức mạnh như thế nào đó mà nó cùng cho quả thiết kế này nè, cho hết. Thì vì thiết kế này tôi chỉ cần cái 100 đầu thai là đủ rồi, nhưng mà tất cả những cái nghiệp kia nó phải cho quả kiếp sau hết. Hỏi tại sao mà đi cái tiền sức mạnh của nó, chứ như mình ném banh, mình cầm đem cái bóng mình ném thì có nhiều, có lúc thì nó đi tới 70 mét, lúc nó đi 71, lúc nó đi 69, lúc nó đi 52 mét. Thì có 100 nghiệp, ví dụ như có 100 nghiệp mình phải cho quả kiếp sau, mà bây giờ kiếp sau tôi chỉ cần có một nghiệp đầu thai thôi thì tôi có làm sao, thì cái nghiệp nào mạnh nhất nó trở thành nghiệp đầu thai. Và mấy mà cái này nói ra nó mênh mông lắm. Tức là nếu mà tuổi cõi người đó thì 100 cõi nghiệp kia đó, nó sẽ tùy trường hợp mà nó cho quả. Còn nếu mà tôi sinh về cõi trời đó, thì có rất nhiều nghiệp, rất nhiều cái ở trong 100 đó nó trở thành vô hiệu, nó không có điều kiện để nó trổ. Còn nếu tôi về phạm thiên đó, là coi như nó mất gần hết, nó mất 99,9% luôn nếu tôi về phạm thiên. Còn nếu tôi về cõi dục thiên á, thì nó cũng có được vài chục. Mà nếu tôi trở về cõi người á, thì có thể 100 hoặc là non 100 cho quả, cho hết. Đấy, tôi sinh ra tôi giàu, tôi đẹp, nhưng tôi hay bệnh. Giàu, đẹp, hay bệnh và tai tiếng nhiều lúc. Bị kẻ này thù, người kia ghét, tùm lum. Nhưng có cái tôi rất là thông minh. Đó. Thì mấy đó phải ngẫu nhiên, mà nó là do 100 nghiệp tiền kiếp cùng lúc nó trộn. Thì cái nào mà nó cho nghiệp đầu thai thì nó cho nghiệp bình nghiệp tái sinh ấy. Cái nào mà nó không cho nghiệp tái sinh thì nó trở thành quả bình sinh hết. Quả bình sinh thì nó có nhiều loại. Có cái thì nó hiển hiện cho tôi thấy, người khác nhìn thấy thì thấy tôi bệnh, tôi đẹp, tôi giàu, tôi ngu, tôi khôn. Nhưng mà nó có những cái nghiệp ẩn. Có học đạo mới biết. Ví dụ như có những người cả đời đời sống ngoài nhìn thấy bình thường mà biết có cái gì cũng cứ lo hoài, nó cứ lo hoài, nó cứ bực, nó cứ phiền gì, cơ thể thì không có bệnh nhưng mà nó cứ ngứa ngáy, nó cứ gây sức, nó cứ khó ở, nó cứ ngặt mình. Đó cũng là cái nghiệp của nó. Còn có những người thì thấy họ quay phim chụp hình họ bình thường vậy đó, nhưng mà do cái nghiệp nó tác động thì họ cứ vui hoài. Có những buổi sáng tôi thức dậy tôi vui mà tôi cái chuyện gì người thì nó khỏe nằm vui. Biết nó khỏe, nó thoải mái lắm, mà cái tâm thì nó vui, là lúc quả làm nó trổ. Còn có những bữa quả xấu mà nó trổ mở hình thức nhẹ nhất ấy, là không có gì cụ thể điển hình đúng, nhưng mà cái lúc đó mình cứ nghe người nó cứ râm rê, nó nhức nhức. Bác sĩ thì nói mình có bệnh, mình ok. Các bị hiểu, nãy giờ tôi đã tranh thủ tôi gom hết mọi vấn đề, tôi nói thiệt là gọn là ngắn. Mình nếu mà không hiểu thì thôi uống thuốc chuyển kiếp, chứ còn giờ mấy cái chuyện đó mà nói cho nó thì biết kiếm ta, ok. Chứ tôi giới thiệu với diện số loại thuốc mà nó tự xử, okay. Hỏi tiếp. Dạ, chào con chị An sư. Dạ, câu hỏi tiếp theo thưa sư. Dạ, kính thưa sư, con có câu hỏi về 84.000 pháp môn. Vấn đề này tuy đã rất cũ nhưng kỳ thực rất đáng để soi, vì có các cách hiểu như sau. Cách thứ nhất là do sai về dịch thuật là pháp quẩn. 84.000 pháp môn được chứa trong tạng kinh 21.000, tạng luật 24.000, tạng vi diệu pháp 42.000. Và điều này cũng có bài phân tích rằng cộng tất cả các bài trong kinh, luật và vi diệu pháp cũng không thể có con số 84.000. Thứ hai là kiểu hiểu khác thì mù mờ mà phần đông Phật tử Việt Nam tin rằng niệm Phật A Di Đà chính là một. Dạ, kính thưa sư giải thích. Ok, rồi. Có hai chỗ cho mình biết cái cách tính pháp quẩn. Cái chỗ thứ nhất á, đó là cái quyển sách
mỏng thôi. Cái quyển này là sách là hâm á, săn gác của một vị tác giả người Tích Lan. Nhớ nha. Mà tôi nghĩ trong trong là có nhiều người chắc tôi đọc chữ là viết là được, còn ai biết là đi chả. Sách là hâm á, chính pháp. Sách là hâm á, săn gá. Săn gá ha, chứ không phải là săn gá, săn gá tăng cái này săn gá ha. Sách là hâm á, săn gá. Giờ trong Google có, trong đó có cho anh biết cái cách tính, sao mình ra 84 vậy. Cái tài liệu thứ hai đó là chú giải tiểu bộ kinh, cái phần gọi là trưởng lão tăng kệ, và cũng tiểu bộ kinh, mà cái phần mà gọi là Apadana, một cái là Theragatha, một cái là Apadana, cái hai đều là tiểu bộ. Mà cái mục mà gọi là tiểu sử Ngạ Nan á, thì trong đó Ngạ Nan này có nói thế này: ta đã được học từ Thế Tôn 82.000 pháp quẩn và học ở các thầy bạn ở còn lại thì 2.000 nữa là tổng cộng 84.000. Thì trong chú giải bây giờ thích tính sao mà ra 84.000? Không, thì cái này bắt buộc vì phải biết hai chuyện này mới nói với nhau được. Thứ nhất, cái vị phải biết tiếng Pali, cách tính đó nó có liên hệ đến Phật phẩm Pali nữa. Thứ hai là phải tính giáo lý, tức là cái mấy cái vấn đề giáo lý thì tất cả pháp thiện được kể là một, không, tri túc là một, đây bộ pháp một quá pháp quẩn, tức là một vấn đề giáo lý được kể là pháp quẩn, là hoặc là từng vế từng mệnh đề của pháp phải cũng được kể là một pháp quẩn, nhá, tùy cách kể thì tùy thích thôi. Thì bây giờ nó đã có bản dịch tiếng Anh rồi, không, thì bà con còn nếu mà con cả hai cái thì bà con đều một tịch bản tiếng Pali cũng không biết, mà giáo lý cũng không biết, thì tôi giảng tới Tết cũng không hiểu gì. Mà không, tôi nói dốt đặt đi cầu cái dồ xé từ ba có thấy có cái chuyện phóng xạ rồi đi hỏi tùm lum thì không ai thích thì mình hiểu hết trơn. Hoặc là cái chữ pro mới học lớp 2, lớp 3 mà cái chữ proton photon rồi kêu người ta giải thích, bà cố người giải thích cũng không hỏi nữa. Ok rồi, cho nên tôi mắt thì biết ở đâu mà nó ra cái 84.000 và cái cách tính địa chỉ là như vậy đó, nhá. Rồi còn cái vụ phan còn nữa, còn vụ niệm A Di Đà thì tôi không có ý kiến, tôi chỉ nói rằng cái pháp môn tu tập bản thân cái pháp môn nó cũng là một cái đường hướng tu tập, nó cũng một pháp môn, một vấn đề giáo lý cũng là pháp môn. Tôi chỉ nói tới đó thôi, còn cái chuyện mà nói rằng nó là niệm A Di Đà cũng là pháp môn thì tôi không ý kiến. Chẳng hạn như tôi bây giờ tôi nói là mình ăn Osawa cũng là pháp môn thì tùy, không, yoga cũng là pháp môn, khí công là pháp môn, thể dục thẩm mỹ cũng là pháp môn thì tùy thích. Nhưng mà đừng có đừng có ẩu tả khi mà mình tùy tiện sử dụng gì cái chữ pháp môn trong mọi tình huống. Tôi chỉ nói như vậy thôi, bởi vì muốn nói gì nó phải có coi kinh điển Tam Tạng đàng hoàng, chứ còn mình không thể nào mình dựa theo một cuốn sách tiếng Việt Nam của bọn thầy bà sư cô tăng ni nào đó mà mình bái là sư phụ rồi phán sao mình tin vậy, thì cả đời mình lấy nó làm thứ gọi là cẩm nang tu học là kim vàng thứ ngọc. Thì tôi đề nghị cái đó mới nên, bởi vì sao, vì tôi đang nhắc một câu cuối cùng, cái miệng của mình ăn ấy, mình muốn bỏ vào mồm mình cũng phải tính toán cho nó có hại hay không, nó có làm cho cao máu tiểu đường, có hại tim mạch bao tử thận gan bá lách phổi hay không. Thì tại sao mà cái mình đưa vô miệng mình cẩn thận, tại sao cái mình đưa vô đầu mình lại ẩu, ai nói mình cũng nghe, miễn là xuôi tai thì cái đó thì tôi chỉ nhắc nhiều đó thôi nha. Tại sao mình bỏ vô mồm mình á thì mình lại cẩn thận, không, mà tại sao mà mình nhét vô đầu của mình á thì mình lại coi thường, tức là mình thấy xuôi tai là mình đút vô mình mình gặp. Ok xong rồi. Dạ chúng con tri ân sư. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ kính thưa sư, những hành động suy nghĩ bất thiện trong giấc chiêm bao có tạo nhân quả gì không? Kính tri ân sư. Ok, ở trong Thì Đàm thì nói rằng là giấc chiêm bao không có tạo ra nghiệp. Trong giấc chiêm bao nó không có tạo nghiệp. Thì trong đó ghi vậy, tôi chỉ trả lời vậy thôi nha, tôi không kiến nha. Trong kinh ghi như vậy là ghi rằng những cái mà buồn vui, những suy nghĩ này nọ trong giấc chiêm bao nó không có gây nghiệp. Nó không có gây nghiệp. Ví dụ như mình nằm trong bao mình thấy mình sắc xanh hay gì đó, thì cái đó trong A Di Đà gọi cái đó là nghiệp thụ động. Đó là nghiệp thụ động thì nó cho quả, chỉ vậy thôi. Dạ chấm con tri ân sư. Dạ thưa sư, câu hỏi kế tiếp. Dạ con bạch sư,
Con xin được hỏi, một phàm phu có chánh kiến khi mất đi, tục sanh qua kiếp khác thì chánh kiến trong kiếp quá khứ của vị đó có bị mất đi không? Lỡ kiếp sau sinh vào một gia đình tà kiến thì phải làm sao thưa sư? Các vị biết cái này, quyển này tôi không biết có tiếng Việt hay không nha, tôi không biết, nhưng mà tôi có đọc tiếng Pali nên là các vị tìm Google có, 1100 có. Nó quyển nó gọi là Uttama Purusa Nipani. Uttama, Uttama, hai chữ T là Uttama Purusa Nipani, tức là cẩm nang thượng nhân, cẩm nang cho giáo bất thượng nhân. Thì trong đó ngài Lady Sedo, ngài nói về cái gọi là cái lý tưởng Phật đạo. Phật đạo đây là nghĩa rộng chứ không như bên Bắc truyền Phật đạo là chỉ có một, bên đây Bắc Phật đạo là mình cầu quả thinh văn cũng là Phật đạo, cầu quả độc giác cũng là Phật đạo, cầu quả vô thượng chánh đẳng giác cũng là Phật đạo, nói chung là cầu quả giải thoát Phật đạo. Thì lúc đó ngài có nói câu thế này, ngài có nói rằng nó là trong mỗi kiếp sống như vậy, cái cơ hội được mang thân người là hiếm rồi, mà được gặp chánh pháp là lại hiếm nữa, có nghĩa là hai cái hiếm này mà nó cùng lúc mà nó gặp nhau rồi ở một thân người đó là cần thiết. Thứ hai nữa là mỗi một kiếp sống như vậy, mình có làm phước mà có quân tập bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ là một cái chủng tử, một cái hạt giống nhỏ xíu à. Và cái lòng duyên hồi mình giống như một cái trại cầu tuyết vậy, nó càng lăn thì nó càng lớn, mà khi nó lăn như vậy nó cuốn thì nó nào là rác rến giấy dụng bảo bì chạy lọ không, thì cái hạt bồ đề nó nhỏ xíu à, mà nó cứ lăn hoài như vậy. Chừng nào gặp Phật ra đời thì nhìn cái trái cầu của mình nó to như cái núi vậy đó, nhưng mà với Phật Phật nhãn thì nhìn xuyên là thấy à, cái đứa này nó có cái hạt bồ đề. Thì ngài mới là thuyết pháp cho mình nghe là để nuôi dưỡng cái hạt bồ đề đó cho mình chứng đạo. Còn ngài nhìn vô cái khối cầu tuyết của mình mà được tính 80 cây số, mà ngài nhìn xuyên mà không thấy có cái hộp nào hết là thôi. Phật lực thì vô biên, Phật trí vô cùng, Phật tâm vô lượng, không thể độ người vô duyên. Chỉ một chữ vô duyên là nó chấp hết. Nó chấp hết, nghĩa là bao vô lượng, vô biên, vô tận, vô lượng gì nó dẹp hết. Chỉ có là vô duyên là không có ai mà độ được mình hết. Nhớ nha. Cho nên, mỗi cái sống như vậy mà nói mình chánh kiến, thì chỉ gieo cái chủng tử. Như nãy tôi nói, gieo chủng tử, mai này mình gặp được thánh hiền, chuyên Phật, không? Để các vị nhìn thấy cái đó, các vị mới khai thị khai ngộ chứ, khai thị khai ngộ khai căn, không? Còn mình nếu không gặp ý, thì cái hạt giống nó theo thời gian nó cũng lớn dần, nó lớn đến một mức nào đó mà không cần ai khai thị, tự nó bung ra, nó mọc cái bồ đề từ ở trong cái trái cầu tuyết nữa. Đó là lúc mình thành Phật độc giác, không? Thành Phật độc giác, trên không thầy dưới không tròn, mà cái đó rất là lâu. Mấy trong kinh mới có câu là nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành là như vậy đó. Nhưng mà nó lâu quá, trong kinh lắm, trong kinh nói luôn. Nếu mà không được thầy khai thị, khai căn, không? Thì tự mình mà tìm đạo đó thì phải mất tối thiểu là 2 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp mới có thể tự ngộ. Kinh có nói như vậy. Mà ở đây ai có đọc thì biết, nhầm kinh có nói như vậy. Nếu không có thầy khai ngộ đó, giống như ngày Sa La Phất mà ngày không có ngày A Sĩ Chí đó, không, mà tự mình tìm ra con đường mà giải thoát đó, thì phải mà tối thiểu là 2 A Tăng kỳ cộng với con số lẻ là 100.000 đại kiếp của trái đất thì mới nghĩ ra cái con đường tự ngộ tối thiểu, không? Mà cái người đó tuy mất 2 A Tăng kỳ nhưng mà người đó khi mình tự ngộ rồi không có khả năng độ sinh, nhớ nha. Cho nên thì tôi trả lời câu hỏi là coi như là chúng tử chánh kiến nó vẫn còn đó, nhưng mà kiếp sau sinh ra thì đã nói rồi, cái trái cầu tuyết nó càng lăn nữa, nó càng lớn cuốn rồi đó, không nhiều thứ dị kiến, tà kiến, vọng kiến, điên đảo kiến, thì chánh kiến mà nó chỉ là một cái hộp nhỏ xíu đó thôi. Thì dĩ nhiên mình sinh ra mình ở chỗ nào, thường gặp ai, công việc gì, đầu óc thường suy tư cái gì, bốn cái này nha. Ở đâu, thường gặp ai, công việc thường nhật là gì, cái đầu mà thường nghĩ về cái gì, thì bốn cái này nè, nó có hỗ trợ cho cái chủng tử chánh kiến và tà kiến của mình. Nó có phần thôi, chứ không chắc là có phần thôi. Có phần hỗ trợ, không? Trừ ra mình có nguyện lớn. Thì tôi đề nghị là mình muốn nguyện mấy cái điều sau đây. Một là đời đời sinh ra có được thánh hiền con xin gặp.
Thứ hai, đời đời sinh ra sinh con có tánh cẩn trọng, cái gì con không rõ thì con chịu khó tìm hiểu, chứ con đừng có phan ẩu, đừng có yes and no một cách bừa bãi, không. Cái điều thứ ba là giàu nghèo sang hèn con không kiểm soát được, nhưng mà con chỉ mong là khi con cần làm phước thì cũng có điều kiện. Bản thân con có thể sống nghèo sống khổ như chó như heo được, nhưng mà khi mà con cần làm phước thì xin cho con có điều kiện. Như vậy cái thứ nhất là đời đời sinh gặp tánh hiền, thứ hai là sinh ra trong cái đầu óc tỉnh táo và cẩn trọng, thứ ba là luôn luôn có điều kiện để tạo công đức. Đó. Và cái thứ tư nữa đó là xin cho con có cơ hội đặt chứng thiền định dễ dàng, lý dục á, những cái lý dục, bởi vì cái con đường luân hồi mà nhanh nhất, ngắn nhất, an toàn nhất thì chỉ có một thôi, đó là của mấy ông nội đắc thiền, trả đắc yên trở về phạm thiên, hoặc là trả đắc xem cho có thành thông để nhớ được kiếp trước thì đã. Chứ còn mà người hưởng dục đó mà luân hồi nó thì giàu mà bố thí bằng trời chứ nữa mà hưởng dục thì cái chuyện đọa coi như cảm giác, không? Trên đời thì cái dòng luân hồi chỉ có mấy cha đắc thiền nó thì các khá chút nhé, đó phải có nguyện, phải có nguyện, chứ còn không thì rất là khó. Ok, xong không? Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, con kính thưa sư, con nghe sư giảng về một đại kiếp là thời gian đủ 4 giai đoạn thành chủ hoại không của một quả đất, và thời gian thọ ký của ngài Sariputta do Phật Anomadasi là một A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Vậy có phải đó là thời gian của một lũy thừa 140 cộng 100.000 kiếp quả đất liên tục tồn tại hay không? Dạ. Đúng, nó đúng vậy. Đúng. Đúng như vậy. Có nghĩa là một A Tăng kỳ đây nó là con số. Bởi vì A Tăng kỳ nó có hai nghĩa, nó là một đơn vị thời gian. Mà cũng có chỗ nó mình phải hiểu nó là một con số. Thí dụ như cái chữ 5. Chữ 5 trong tiếng Việt Nam mình nó có hai nghĩa. Một là đơn vị thời gian 12 tháng 365 ngày. Chữ 5 á là year. Nhưng mà chữ 5 nó còn nghĩa là một con số, đó là number 5. Hiểu không ta? Cái gì người ta nói 5 năm. 5 năm thì mình phải hiểu chữ 5 á, chữ 5 trước đó là con số, mà 5 sao nó có nghĩa là đơn vị thời gian. Hiểu không? Dạ vâng. Chữ A Tăng kỳ, chữ A Tăng kỳ nó cũng có hai nghĩa, một nó là một đơn vị chỉ thời gian. À, còn cái nghĩa thứ hai đó là con số, thì trong trường hợp mà nói về ngày sẽ là phất cả, thì phải nói đó là con số. Còn cái đơn vị chỉ thời gian là sao? Thì Đức Phật ngày dạy rằng giả định như có một cái thùng gỗ, thùng gỗ đựng đầy hột mè, thùng gỗ đó mỗi cạnh là bao nhiêu đó, tùy chỗ này, tại sao tôi không dám nói rõ, bởi vì tùy cái bản dịch, đúng không? Thì mình giả định là một cái thùng gỗ đó mỗi cạnh nó là một cây số đi, thì mỗi một trăm năm có người lấy ra một hạt, mà lấy chừng nào mà nó hết cái thùng gỗ đó thì mới kể là một A Tăng kỳ mà đơn vị thời gian, hiểu? Ok, đã xong. Dạ, thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ, thưa sư, cho con hỏi, Hữu trong Tản Mạng Hữu, tác phẩm Chuyện Phím Thầy Tu có nghĩa là gì ạ? Con kính cảm ơn sư. Thử đây có nghĩa là ăn co, là vida, là ghen. Thử là thêm một lần nữa. Ví dụ như trong Lão Tử có câu là huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Chỉ hữu là một lần nữa, chỉ vậy thôi. Tào lát. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, giữ bát quan trai, giữ giới bát quan trai là mình ăn một cử trước ngọ, sau đó không ăn nữa, chỉ uống nước lọc nếu cần thiết. Nhưng khi bệnh, mình dùng nước trái cây ngũ cốc, nhưng không bệnh, mình uống nước đường, có phạm giới không ạ? À? Tôi biết tôi nói cái này sẽ va vấp là những cái chống đối. Nhưng mà tôi cũng nói thiệt là đường trong gai, hoàng pháp ở trong gai, cho nên phải chịu thôi, không? Đó là đa phần người Việt Nam hiểu, vừa hiểu sai mà vừa hiểu cạn cái bát quan trai. Cái lý tưởng của bát quan trai là cái gì? Không phải là con số 8, không phải là 8 cái học giới, không phải. Mà bát quan trai nó là
cái phương thức mà thu thúc kiểm soát chế ngự sáu căn. Đấy, nhớ cái đó, chứ không phải là mình như em bé học lớp 2 cứ giữ đúng 8 điều đó, thì tôi đó tôi có gặp rồi, tôi còn có gặp người họ hiểu vậy đó, hiểu vậy. Hiểu là các quan là giữ của số 8, ví dụ như là không được nghe nhạc nhưng mà mình coi phim được. Đấy. Hoặc là mình không ăn chiều, không xài mỹ phẩm, không đeo nữ trang, nhưng mà mình có thể cầm phone, mình chat, mình đọc tin tức, rồi mình alo, mình viết tin nhắn được. Thì nó theo tôi đó, nó là sai. Sai sai nghĩa là gì? À, đây mình hoàn toàn mình không hiểu tại sao mà Phật dạy mình không ăn chịu. Mình hoàn toàn không hiểu. Mình cũng không hiểu tại sao mà Phật cấm mình không thưởng thức ca múa nhạc kịch. Mình cũng không hiểu tại sao mà Phật dạy mình không có xài nữ trang mỹ phẩm, hương liệu. Mình cũng chẳng hiểu vì sao mà Phật cấm mình xài giường cao chiếu rộng, mình hoàn toàn mình thì như một đứa bé còn nằm ngửa cuốn bình nên mình không hiểu. Cho nên mình cứ hiểu y chang, ngày không cho gì mình đánh là sai. Nó hiểu nó vừa cạn mà nó vừa buồn cười lắm. Mà nó như thế này, tại sao nhà cấm không cho ăn chiều? Bởi vì nếu mà nói đến cái nhu cầu của cơ thể đó, thì một bữa ăn trưa đàng hoàng đủ, ăn thêm thì chỉ có dư thôi, chỉ có hại sức khỏe thôi. Ta nhớ cái đó. Cái điều thứ hai, mất thời gian. Hãy có thêm bữa ăn mà nó đã ra 1 tỷ cái hệ lụy. Mình ăn thế nào cũng phải có mời người khác ăn, mà hãy có ăn là có mua sắm, có chuẩn bị, có chế biến, rồi có rửa rai nồi niêu ô. Một bữa ăn thì thật ra mình ăn đó, mình chỉ mất có 15 phút thôi, nhưng mà để chuẩn bị trước và chuẩn bị sau đó, cái hệ lụy nó mới mất tầm tầm là 1-2 tiếng đồng hồ, phải không? Chưa kể tốn kém rồi hôi hám khói lửa mùi màn phiền phức, phải không? Cho nên cái dĩ nhiên với anh chịu, nó vừa kích thích phiền não mà vừa tiêu phí thời gian, mà làm tổn hại sức khỏe, mà vô vàn những hệ lụy khác kể không hết, không xiết. Rồi hương liệu mỹ phẩm nữ trang các cái, thì hạn chế cái chuyện là kích thích phiền não và đồng thời tiêu phí thời gian, và dùng thời gian đó để mà học đạo, để mà thiền định đó. Cái bắt quan hiểu vậy đó. Một là tránh cái gì, tránh hai điều căn bản. Một là kích thích phiền não, hai là tiêu phí thời gian, và thời gian dùng để làm cái gì, để mà trao dồi pháp học pháp hành. Thì hiểu như vậy đó thì 8 cái bát quan nó mới có ý nghĩa. Chứ còn 8 bát quan mình nghĩa thì ý nghĩa trẻ con bú bình, nghĩa là tôi không có phạm đúng chắc 8 điều đó thôi. Tôi không ăn chịu, tôi ăn đúng cái giờ hay mà sau 15 phút là phạm thì lúc theo tôi được không? Tôi chịu trách nhiệm câu nói này. Nếu là tôi, quý vị hỏi tôi nói thẳng à, có một bữa ăn chánh thật đàng hoàng, một bữa thôi nha, có chánh đàng hoàng, thì 1:30, quý vị hỏi tôi vẫn cầu gì ăn mà, quý vị hứa tôi chịu một lần rồi thôi nha. Chứ còn chiều cái đó xưa cho ăn thêm là không được. Nếu một gì đúng là một lòng tu, một lần thôi nha, một lần về trưa quý vị trễ phải không? Đúng. Mà tại sao trong kinh có quy định buổi trưa? Là bởi vì buổi trưa là phần giữa của ngày, bởi vì nó sớm quá đó thì cái thời gian mình nhịn đói nó sẽ ngắn lại, mà trễ quá đó mình sẽ đi ngủ với một cái bụng đầy. Mà trong thiền viện Kalama mình có cái câu này, tôi đã đặt thợ ghi rồi: hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với bụng trống. Cái đó không phải tôi, mà đó là cái tiêu chuẩn của mấy thiền viện Hàn Quốc, họ có ghi câu đó: hãy ngủ, hãy thức với tâm rỗng và hãy ngủ với bụng trống. Có nghĩa thức với tâm rỗng nghĩa là không hờn giận, không thương thích, không toan tính, không nhỏ mọn, không tị hiềm, gọi là thức với tâm rỗng. Và hãy ngủ với bụng trống có nghĩa là buổi chiều là mình, tuy nhiên nếu mà mình là người bị tiểu đường, mình là người bị vấn đề bao tử, hoặc là một vấn đề gì blablabla nào đó về sức khỏe mà cần phải có cái gì đó mà nó lắc vào bụng, thì trong trường hợp đó mình có thể linh động. Nhưng mà chính mình chứ không ai mà biết hết. Chính mình lúc mình đưa một cái gì đó vào mồm của mình thì mình biết đây là 100% nó là thuốc, chứ nó phải là hưởng thụ, mà nó chỉ cái nghĩa trị liệu chứ không phải là hưởng thụ. Chính mình biết. Còn nếu mình đưa vào mà lúc mình dối mà mình nói đây là trị liệu, nhưng mà chính mình biết là hưởng thụ, thì cái bác quan mình không có tròn. Và mình không có lỗi gì với Phật hết á. Nhiều người đi gạt nó là lỗi Phật, mà mình không có lỗi gì ngay hết á với mình. Cái giới mình giữ không tròn thì mình lỗi với mình, chứ mình không có liên quan gì. Đừng có đi gạt ra nó là lỗi với Phật, với tao mà dẹp tào lao, không có Phật nào hết, không có cái vụ mà. Thì mình không có liên quan tới ngày. Bây giờ mình có tu không tu, mà có gì cả hết á. Bây giờ mình đem cả họ ra, mình giết lấy máu, mình rửa tượng Phật, Phật cũng được gì. Mà bây giờ mà mình có đốt chùa phá tượng, Phật cũng bị mất gì. Cái chánh là mình nha, cái chánh là mình.
Chánh đó là nếu mà mình pháp học của mình học gì không tới học không tới thì mình khu sự là tà kiến ngộ nhận điên đảo ráng chịu. Pháp hành mình hành sai hành tăng ngộ nhận thì cái đó là phần của mình à, thì cái ráng chịu nha. Thì ok, cái giới ăn chiều phải nhớ như vậy. Tức là giới ăn chiều nói riêng và bát quan trai nói chung là một là kích thích phiền não, hai là tiêu phí thời gian, mình giữ để mình tránh hai chuyện đó. Và cái trường hợp thứ ba là gieo cái nghiệp xấu thì như sát sanh, là gieo nghiệp xấu, trộm cắp, gieo nghiệp xấu. Có những cái giới là mình hành mình giữ để mình tránh nghiệp xấu, còn tối thiểu có những giới nó bản thân nó không có gieo nghiệp xấu thì tối thiểu nó cũng là kích thích phiền não và tiêu phí thời gian. Hỏi câu khác. Dạ, dạ con xin hãy tiếp cái câu này đó sư, là sư nói như vậy thì cái vấn đề mà cái thời gian mà ngọ đó sư, mình cũng không cần phải chính xác ngay trước ngọ phải đúng. Không sư? Dạ vâng. Chính xác, đúng, đúng. Nhưng mà có điều thì nhớ cái này hồi nãy tôi có giải thích rồi. Có nghĩa là tại sao mà nó xưa nay 26 thế kỷ mà ai ai cũng đồng ý là nó có cái mốc giờ hồi nãy tôi nói rồi. Bởi vì nếu mà không có một cái mốc giờ tượng trưng á thì nó loạn. Hiểu hiểu chứ loạn không? Đứa thì 9 giờ nó ăn, đứa 12 giờ nó ăn, đứa 4 giờ nó ăn thì coi như nó loạn. Bắt thì phải quy định. Nè nhớ nha, giữa ngày. Mà nãy tôi có giải thích lý do tại sao có giữa ngày nữa. Bởi vì khi mình ăn giữa ngày như vậy thì cái thời gian mình chịu đựng cho phân tử mình đó, nó ok hơn. Còn đằng này tự nhiên mình ăn trễ quá thì mình sẽ ngủ với cái bụng nặng. Hoặc mình ăn sớm quá, 8 giờ là mình đã ăn rồi thì coi như là nó sẽ đói sớm. Cho nên người ta lấy cái mắt giữa là đúng nhất. Còn cái chuyện mà bên Hán Tạng mà nói rằng là chư Phật ăn bữa trưa, ngạ quỷ ăn bữa tối, tôi xin khẳng định đó là tào lao. Đó là tào lao, nó không có khoa học gì hết. Mà cái khoa học đây là mình ăn vào cái lúc đó là mình cái tính chính xác. Ngày là gì? Ngày là cái thời điểm, cái thời gian mình hoạt động mạnh nhất. Thì cái giờ trưa, cái giờ ngọ là nó nằm, nó là cái đòn gánh, cái gánh hai đầu. Tức là buổi sáng là mình cũng đã làm việc hết nửa ngày. Và sau cái nửa ngày đó mình lại tiếp tục mình hoạt động thêm nửa ngày nữa. Như vậy thì cái giờ ngọ là cái giờ chuẩn nhất, lý tưởng nhất để mà ăn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn vào thời điểm đó là để bảo đảm rằng tối nay là bụng mình ok. Chứ nếu mà ăn trễ chút là tối nay ngủ nó nặng, mà ăn sớm là tối nay ngủ bụng nó đói, trào máu. Cho nên ăn cái giờ đó thì giờ chuẩn. Phải nói như vậy là giờ chuẩn. Và thứ ba là vào ăn vào cái giờ đó đi tìm thực phẩm đó, cái giờ giấc cũng hợp lý nè. Còn nếu mình ăn trễ quá đó, thì cũng mệt, mà đi sớm quá cũng mệt, cho nên tìm thực phẩm đó, là tìm ngay lấy cái giờ trưa làm giờ chuẩn là đi bác tiện nhất. Nó tới 1.000 lý do, càng nói nó càng thấy cái giờ trưa là giờ chuẩn nhất. Tuy nhiên chuẩn nhất không có nghĩa là tật là chết. Khi mình hiểu tật là chết đó, thì lúc này là lâm ra nó bậy thì nó hiểu không ta? Dạ lại là giới cấm thủ ha, tượng trưng thôi à, để cho nó đừng có loại. Nhưng mà khi mình ôm khư khư mình ôm khư khư mà nó đúng 12, ngoài sau 12 của là phá giới, là đức giới, là phạm giới, mà ăn nghĩa là thà chết thì tôi không ăn. Vậy năm đó nó bảy thành thế giới cấm thủ. Giới cấm thủ nha. Ok rồi. Dạ chúng con chị ăn sư. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa sư, trong cuộc sống hàng ngày con thường xuyên bị dính mắc và có tâm sân khi gặp hai thứ là mùi thuốc lá và tiếng ồn karaoke. Khi đó con cảm thấy rất khó để tập trung quay lại hơi thở và rất khó để quan sát. Xin sư chỉ dạy cho con cách quán chiếu để con giảm bớt sân hận. Con kính cảm ơn sư. À, mở tung bộ kinh. Tung bộ kinh nghe không? Tung bộ kinh. Tung bộ kinh mà cái bài kinh thứ hai đó, bài gì đó, bài nhất thiết là hoạt. Trong đó Đức Phật dạy rất rõ. Phật dạy rất rõ mà cái điều Phật tử Việt Nam bị một cái bệnh kinh cắn, đó là bệnh sợ kinh cắn. Đấy. Người ta sợ mũi, sợ rắn, sợ ma, sợ chuột, sợ gián. Nhưng mà Phật tử Việt Nam có một cái bệnh mà chỉ có trời cứu, đó là bệnh sợ kinh cắn. Có nghĩa là không dám xem kinh, sợ kinh cắn. Đấy. Chứ cái trong bộ kinh đó, cái bài số 2 ngày dạy rất rõ. Ngày nó là con đường hành trì đối diện cái phiền não ấy. Nó có 7 cách. Đừng có bắt chước người ta mà tu mình phải nhẫn con, tu mình tu là mình thầy dạy con nhớ nha, tới cách mình tu một chữ là chữ nhẫn, ráng gồng. Còn có ông thì con nhớ là thầy mình là phải quán chiếu, không trật lắc. Nếu mà dạy mình dạy kiểu đóng khung vậy là tôi khẳng định là trật. Bởi vì sao? Vì chính ở trong bài căn bản pháp môn này, Đức Phật ngày dạy có 7, số 7, xe bình, không 7 cách để mà đối phó phiền não. Trong đó ngày này có trường hợp
đứng yên lại nhìn thẳng vào nó. Đó là trường hợp, là trường hợp quán chiếu. Có trường hợp không nói gì hết, gồng mình chịu đựng. Có trường hợp tránh sang đường khác mà đi. Tránh sang đường khác mà đi. Rồi có trường hợp hiểu thấu vấn đề thì tự nó mất. Hiểu không? Hiểu thấu vấn đề thì tự nó mất. Ví dụ như mình ban đêm mở cửa mình thấy cục tù lâu, biết cái gì sợ bắn rừng lên lên. Ồ, đó là cái thùng chiều tưới cây quên dẹp. Khi mình hiểu thấu vấn đề mình sẽ không có sợ. Thì ở đây cũng vậy, có những cái mình sợ, mình giận, mình khó chịu, khi mình chịu khó mình suy nghĩ tới nơi thì nó sẽ hết. Đó, như vậy thì có 7 cách. Có trường hợp mình phải tránh qua một bên để mà tìm đường lầm mà đi. Có trường hợp phải hiểu thấu vấn đề, có trường hợp phải căn mình chịu đựng, có trường hợp phải là phát triển một thiện pháp mang cái ý nghĩa đối lập. Ví dụ như mình bị năm triền cá hay là ba cái tà tư duy thì đúng phải tu tập bốn định xứ và cảnh đạo hay là thất giác chi. Nhớ cái đó, nó có 7 cách. Thì như vậy không phải trường hợp nào mình cũng đương đầu đối diện căn mình chịu đựng, mà có trường hợp phải tránh. Đây tôi quay lại câu hỏi, nếu mà mình có thể thu xếp, mình có một không gian khác mà nó không có khói thuốc, không có tiếng ồn, thì mình có thu xếp được hay không? Tôi hỏi câu đó. Làm cái, tại vì người hỏi tôi không thấy mặt đó, cho nên tôi không biết là họ có thu xếp để mà né được hay không. Nếu mà thu xếp né được thì nên né. Và nên nhớ, thân người khó được mà cái kiếp người nó mong manh. Đừng có vì một cái lý do rùi bu khiến cắn nào đó mà ráng đánh ná lại để mà ở một cái chỗ không ra gì rồi tu tập khó khăn, thì tôi xin thành thật chia buồn cùng tan quyến. Tôi có gặp người đó rồi, tôi gặp nhiều lắm. Tức là thân người thì khó được, chánh pháp khó gặp, mà lại có cái lòng tu nữa chứ, mà lại có dấu hiệu là tiến bộ nữa chứ. Tất cả họ bỏ hết, họ chỉ vì kệ nhé, bỏ đi cũng kỳ. Chỉ vì cái chữ kỳ của cuộc đời họ đã thành có đống phân mà mắc mưa, đó là đống phân mắc mưa. Kỳ hoặc là xã người ta nói, đi về bà xã bà buồn, đi về ông xã buồn, đi về mấy đứa nhỏ buồn, gọi là phải ở lại coi chừng mấy đứa cháu nội cháu ngoại, bởi vì tụi nó cũng thương mến là mến chân, nhờ lại coi tụi nó giùm. Rất cuộc đối với những người đó tôi nói thật, tôi nhìn họ giống như tôi nhìn con thú, có nghĩa là cứu không được. Tôi biết tôi nói này rất nặng, tôi nhìn họ như nhìn con thú, có nghĩa là cứu được nữa. Tại vì Phật pháp khó gặp, thân người khó được mà vẫn tìm cách mà đánh lá, thì cái này là anh phải còn phải trong mắt tôi anh là cái con gì đó. Bởi vì anh nói anh tin hoặc anh mất tin, mà nếu anh tin anh đi chết ráng chịu. Ok, trên một là thu xếp né, còn nếu không thu xếp được thì hạn chế. Có cái cách nào để bớt cái khẩu thuốc, bớt cái ngồn hay không? Có. Chứ còn đằng này hỏi chung chung thì rồi cuối cùng mình né không được, bớt không được thì mình mới tính tiếp. Tỉnh ba cái quán chiếu vậy đó. Thôi bây giờ nấu thuốc mình hút luôn, cái tự nó không khó chịu. Nó hát ok mà mình thấy khó, mình ra mình nói, mình đề nghị nó hát bolero, vì tôi có thích cha tango bossa. Ok. Nhưng mà này cái tôi nói như có lẽ đứa nào thông minh nó hiểu. Ok. Đây. Dạ. Nói tiếp. Vâng, chị ạ. Dạ vâng. Dạ thưa sư, câu hỏi tiếp theo. Biết là không nên tham ái, nhưng nếu lỡ con thích một vị sư thật nhiều thì phải làm sao để từ bỏ sự mong nhớ về người ấy? Quả báo của việc phá một người tu tập là gì? Dạ, chúng con chuyện gì? Xét về mặt xã hội, xét về mặt giới luật ấy, thì thương ai đó, từ thầy chùa, du đảng, tổng thống và linh mục cũng có tội. Xét về pháp luật, xét về giới luật thì không có tội. Nhưng mà xét về cái mặt giáo pháp, tinh thần giáo pháp nói chung, thì từ thương con chó gì đó, thương một ông vua đều có lỗi. Bởi vì mình thương, mình thích là mình đã có lỗi. Lỗi với ai? Lỗi với mình. Yeah, mình có lỗi với mình. Khi mình thương hay là mình ghét một người nào đó, một vật nào đó, là mình đã có lỗi. Đầu tiên mình có lỗi với mình trước. Khi ta thương một người nào đó, một vật nào đó, hoặc là ta ghét một người nào đó, một vật nào đó, là chuyện đầu tiên là ta đã có lỗi với mình. Bởi vì tự mình đưa vào, đưa mình á vào một cái cõi khổ, một cảnh khổ. Thấy không? Thì đến đời nó mai thương mình bằng mình hết. Thì nếu mà mình không hiểu được chuyện đó mà vẫn tiếp tục thích và ghét một người một vật thì mình ráng chịu. Ở đây không có sư sãi, đừng có đem sư là như vậy. Cứ nhớ là khi ta thích hay ghét một người một vật thì cái chuyện đầu tiên là ta
đang ngược đãi bản thân, tự đưa mình vào một cái khổ hết. Câu trả lời cái gì đó sư? Dạ vâng, câu cái phần thứ hai của câu hỏi đó sư là quả báo của sự phá một người tu tập là gì? Ngay ngay nghe rồi nghe. Nói như thế này mà hình là tôi không phải tôi quên cái phần sau, bởi vì nếu mà mình chỉ đơn giản là thương thôi đó thì mình có lỗi với bản thân, còn mình cố ý mà mình phá lúc đó là phải thương, đó là mình ghét người ta mình mới phá, hiểu không? Khi mà mình có lòng mà mình phá, có cái chữ động từ phá ở đây nha, động từ phá. Dạ. Mà mình cố ý mình phá thì là sao? Đó là phá đạo, phá người hành đạo, thì tôi kể ngang chuyện thôi. Kể ngang chuyện thôi. Ở đây Phật Ca Diếp có một đôi bạn thân nhau lắm, thân nhau lắm, hai Việt Nam thân quý nhau lắm. Thì tôi đặt tên là ông A, ông B. Thì ông A bữa đó ngày bắt quan, ông thọ bắt quan trai, còn ông B thì ông có thọ tới thăm A. À, thì ông A và ông B, ông thì thọ bắt quan, ông thọ thì cái ông mà thọ bắt quan trong sạch tới thăm ông kia. Ông kia mời ông ăn xoài, xoài chín. Mà buổi chiều thì ông là bác con trai, ông mới nói là nay tôi ăn, cảm ơn. Thì ông kia ông cách ép, ông ra vẻ giận dỗi, rồi ông mời Phật thuyết phục, cũng làm đủ cách, rồi xong rồi gọn ép, thồn, giọng ông nhét, ông cán, ông này, cuối cùng này, ép này ăn. Mà cái ký ông là ý ông là có việc, hồi lúc đầu thì có cái lòng thương tạng, thì xoài ngon lắm, nhưng mà sau đó có ý nghịch. Ý nghịch thì đặt giới hạnh thì tôi dọn mà coi mình nuốt không dạng vậy đó. Thì ông chết rồi đó, thì trong cái ý, cái thiện chí ban đầu, ý tốt ban đầu là mời bạn ăn trái xoài ngon, lúc đó là tâm lành. Nhưng mà có cái lúc ý nghịch mày giữ giới ép mà coi mày giữ nổi không, đó là ý ác đấy. Thì khi mà cái ác cái thiện mà nó trộn nữa, nó đẩy cho mình trả vào cái cảnh giới đặc biệt, đó là cái cảnh giới là quê ma mi cắt. Quy Manika Peta có nghĩa là cảnh giới gọi là á thiên. Cái chữ này dịch tắt, dịch cho nó gần tiếng Việt Nam thì là á thiên. Á giống như á hậu, hoa hậu là người đẹp nhất, còn á hậu là chỉ thua hoa hậu thôi. Còn á thiên này có nghĩa là dưới chữ thiên mà. Mà Quy Manika là gì? Quy Manika nó từ chữ Quy Manika, nghĩa là cung điện. Quy Manika là ngạ quỷ mà có cung điện riêng, có nghĩa là tùy người, có người sanh vào đây là đêm sướng ngày khổ, ban đêm thì sống như tiên, còn ban ngày sống như là địa ngục vậy đó. Rồi có người thì ngày sướng ngày khổ, có người thì từng sướng từng khổ, có người tháng sướng tháng khổ, có người thì một quý sướng quý khổ, có người thì sáu tháng sướng người sáu tháng khổ, có người thì một năm sướng ngửa năm khổ, người ba năm người tám năm người mười năm thì tùy, nhớ nha. Nói chung cứ sướng gỗ chen nhau vậy đó, lúc làm tiên lúc làm quỷ. Thì cái ông Việt Nam này mà, do cái lòng ông lúc đầu ông mời bạn này ăn trái ngon á, thì ông được xâm vào cái cảnh giới này, ông làm chủ nguyên một cái vườn xoài ngon thơm lắm đẹp lắm. Nhưng mà do cái tâm mà mình muốn người ta phá giới lắm, thì ông phải chịu cái quả như là ngoài cái giờ mà ông hưởng lạc như là một vị trời đó, thì ông phải chịu lửa nó đốt, rồi côn trùng chích châm đau đớn quằn quại máu me lầy lụa vậy đó. Không có gì, cứ 12 tiếng sướng, 12 sướng, 12 tiếng khổ, hoặc ngày sướng ngày khổ, từng sướng từng khổ vậy đó. Thì nếu mà có cái lòng phá đó thì nó như vậy. Còn nếu mình chỉ đơn giản mình thương người ta thôi mà không có động ra động chân gì hết thì chuyện đầu tiên là mình có lỗi với mình. Chỉ vậy thôi, tức là mình tự mình chuốc khổ mà không hẳn phải thương ghét. Khi mình ghét một người một vật là chỉ đầu tiên là mình đang ngược đãi bản thân, bởi vì khi mà ta ghét một người á, ta mong người đó bị nạn á, là cũng giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người ta chết vậy đó. Có nghĩa là cái người khác họ có chết hay không thì chưa biết, chỉ đầu tiên là mình uống và mình đi trước rồi đó, không đây cũng vậy. Khi mình thương mình ghét một người thì chỉ đầu tiên á, mình chuốc họa là chỉ cần mình trước cái này. Ok xong. Dạ, chúng con chị An Sư. Dạ, còn 5 phút nữa, con xin nêu câu hỏi cuối cùng thưa sư. Dạ. Dạ, con được biết đến sư qua một sư cô. Sau đó, con nghe pháp của sư mỗi ngày, từng chữ thật sâu sắc, chẳng bỏ qua. Đặc biệt chí nguyện xuất gia của con càng thôi thúc hơn. Một ngày nào đó, được gặp sư đâu đó phía xa, con chỉ mong quỳ xuống đất kính lạy sư. Và sư cho con hỏi, trung tâm Kalama có nhận nữ xuất gia làm tu nữ không?
Nếu có, con cần học và chuẩn bị gì? Nếu không được xuất gia ở Việt Nam, vậy con muốn qua đó học hay tham gia tất cả các khóa tu, thì liên hệ ai chỉ dẫn vì con chưa được đi nước ngoài bao giờ? Câu đó là chỉ có 3 giây thôi. Thứ nhất, đừng bao giờ mà hồn nhiên thơ ngây dại dột thiển cận nông nổi mà có ý về Kalama, vì Kalama đó chỉ là cái chỗ ở cho hành giả bốn phương về tu thiền thôi. Và Kalama không có đi theo một cái truyền thống nào hết. Lúc mà thì mời bên Pa Ao, lúc thì mời bên Upanita, lúc mời bên Mô Cốc, lúc thì mời bên Chamnyai Mahasi về giảng. Và mỗi một cái lớp, mỗi một khóa tu mẹ mình thỉnh có bị dạy cho mình một đề mục: niệm Phật, niệm từ tâm, niệm bất tịnh, niệm bài thở, niệm tiểu quay nghi, lúc thì chỉ, lúc thì quán, không? Và Kalama được xây dựng với cái mục đích là tạo điều kiện tốt nhất từ ăn ở, vệ sinh, mà chỗ đó rất là mát cho bà con hành giả muôn phương. Chứ còn nếu mà con có ý muốn học hành gì đó thì 1 tỷ cái địa chỉ tại Miến Điện, chứ không nhất thiết về Kalama phải là cái chỗ đào tạo. Kalama là cái chỗ để dành cho hành giả về tu tập với sự hướng dẫn của các thiền sư Miến Điện và Thái Lan. Mà Thái Lan là cái dòng thiền Ajahn Chah và Ajahn Dev thôi. Mình Thái Lan mình đã dự trù mình thỉnh hai cái dòng thiền đó. Còn Miến Điện thì bao la, Miến Điện có nhiều dòng thiền Upakhin, dòng thiền Kinh Ca, dòng thiền Mô Cốc, Mahasi, Upanita, Pa Ao, Sumin, Thay Ngu, mình thỉnh rồi đó. Chứ còn Kalama phải là cái chùa để mà bà con vậy nó ở thì đó không có nha, cái đó có. Còn muốn tu học thì bà con có thể rà soát trên internet là vô số, và đặc biệt thì cái địa chỉ email là kalamathoyacenter@gmail.com, không bà con cứ về đó thì bà con sẽ nhận được vô số câu trả lời ngon lành cho cái chí nguyện. Chúc bà con ngày vui. Dạ vâng, chúng con tri ân sư. Quên hết, trong thời gian có lớp học á, lớp học mình dì sĩ nè. Như mình chỉ mất có chủ nhật tuần phải không ạ? Dạ, hình như sư có lớp bên Đan Mạch gì nữa phải không sư? Ngày 2, coi lịch chúng tôi ngày 2 tới 12 đó là 10 ngày. Rồi trong 10 ngày đó, nếu có cái ngày chủ nhật tuần dẹp thì sau đó chúng tôi qua Đan Mạch 3 ngày thì chắc chắn nếu có cũng dẹp luôn. Thì tới ngày 20 đó, từ ngày 20 đó đi là tạm thời là rảnh đó. Từ 20 đó đi là rảnh, 20 thứ 1 là rảnh. Còn từ ngày 2 đến ngày 20 là bận. Tức là chủ nhật chỉ thứ 2 dẹp hết. Rồi, dạ, xong vâng. Chỉ 20 ngày tháng 11, 20 ngày đầu tiên của tháng 11. Dạ vâng. Nhưng mà còn cái phần mà Miến Điện mà lúc đầu sư nói đó sư, sư có nói lại một dạ. Lần nữa cho mọi người không? Tại vì nãy có nghĩa là cái này là đó, từ bây giờ chưa có biết ngày, mình chỉ báo cho bà con biết để ai cũng có ý á, thì nên tự ra lịch của mình xem từ ngày 20 tháng 11 cho đến ngày 30 tháng 12 đó, mình ra coi mình có rảnh hay không. Nếu mà mình thấy mình thời gian mình mà rảnh á thì làm ơn liên lạc với chúng tôi. Còn nếu mà bà con thấy bà con không rảnh, con là dư, bà con rảnh thì rảnh được kiếm 3-4 ngày thôi, nhưng không có bàn. Còn nếu mà bà con nào thấy mình thời gian nó mình rảnh thì làm ơn liên lạc với chúng tôi. Liên lạc với chúng tôi thì chúng ta sẽ gặp nhau tại phi trường Mandalay để mà về Kalama. Và đây là một cái nhân duyên rất là lớn, sau 3 năm trời chúng tôi mới trở lại, và bây giờ trở lại Kalama trong một hình hài nó cực kỳ, tức là ngày đi Kalama chưa thôi nôi mà trở về Kalama đã như đã biết đi biết chạy á. Dạ, quá cũng vui, cũng lâu dạ rồi, mong gặp lại dạ. Con mong có dạ. Ngày là tôi ngồi tại Kalama tôi dạy chứ không phải ngồi tại thị sĩ.